Cô chào các em, hôm nay cô trò chúng ta gặp nhau trong tiết học âm nhạc tiết 24 với nội dung học bài hát bài cỏ. Đây là một bài hát rất là dễ thương, vui tươi, rõ ràng của nhạc sĩ San San, có tên khai sinh là Huỳnh Tấn Chữ. Ông là một nhạc sĩ người Sài Gòn. Ông đã có những cái bài hát như Con Kinh San San cũng rất là nổi tiếng mà chúng ta thường hay được nghe trên các cái chương trình của đài truyền hình trong những cái ngày lễ. Thì hôm nay cô trò chúng ta được làm quen với một bài hát dành cho lứa tuổi thiếu nhi của ông, đó là bài Cỏ. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau lấy vở thực hành âm nhạc và sử dụng phần mềm Facebook để thực hiện nội dung bài học hôm nay nhé. Bây giờ trước khi đi vào học bài hát Cỏ, cô trò chúng ta cùng nhau đọc nội dung ca từ để cảm nhận nội dung của bài hát nói lên điều gì nhé. Cỏ gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, vân vân, chua thì để nấu canh cua. Cỏ gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Cỏ gì mà lăn long lóc, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn, do chân bao người cùng đã trên sân. Quả gì mà gai chín chít, xin thưa rằng quả mít, ăn vào thì chắc là đau, không đau, thơm lừng tầng mấy hôm sau. Đó là toàn bộ nội dung ca từ của bài hát Cỏ. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng nghe giai điệu của bài Cỏ nhé. Ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Quả gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Mấy hôm sau như vậy là các em đã được đọc nội dung ca từ và lắng nghe giai điệu của bài Cỏ. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau tập từng câu và cô sẽ sử dụng phần mềm Facebook để hướng dẫn cho các em tập bài hát này nhé. Cô trò chúng ta cùng thực hiện nào. Bây giờ các em nghe giai điệu của câu 1 nhé. Các em hòa dòng với phần nhạc không lời của, có lời của câu 1 nhé. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế. Các em lặp lại một lần nữa câu 1. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả khế. Chúng ta nghe giai điệu của câu 2. Các em lặp lại giai điệu của câu 2 với phần nhạc có lời. Ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng. Các em lặp lại một lần nữa nhé. Ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng. Chúng ta nghe giai điệu câu 3. Các em lặp lại giai điệu của câu 3 và phần nhạc có lời. Chua thì
để nấu canh cua. Chúng ta hát lại với phần nhạc có lời của lời một nhé. Quả gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quả Tết ăn vào thì chắc là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Chúng ta nghe giai điệu của lời hai. Vậy giai điệu giống như lời một, chúng ta thay đổi cái lời ca. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng hòa giọng vào phần nhạc có lời của lời hai. Quả gì mà ra cứng cứ, xin thưa rằng quả trứng ăn vào thì nó làm sao, không sao ăn vào người sẽ thêm cao. Tương tự chúng ta nghe như giai điệu của lời ba. Cùng hòa giọng với phần nhạc có lời của lời ba. Quả gì mà lăn lông lắm, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn, gió chân ba người cùng đá trên sân. Chúng ta cùng hòa giọng với phần nhạc còn lại của câu 4. Quả gì mà ra chi chi, xin thưa rằng quả mít ăn vào thì chắc là đau, không đau thơm lừng tận mấy hôm sau. Các em hòa giọng thêm một lần nữa câu 4 nhé. Lời 4. Quả gì mà ra chi chi, xin thưa rằng quả mít ăn vào thì chắc là đau, không đau thơm lừng tận mấy hôm sau. Bây giờ chúng ta hòa giọng với phần nhạc có lời cả bài nhé. Như vậy là các em đã được học toàn bộ bài hát quả. Các em có thể sử dụng phần mềm Facebook để tập luyện cái bài hát thật là nhuần nhuyễn, hát đúng giai điệu lời ca. Các em vào phần thu âm để kiểm tra lại cái giọng hát của mình, xem thử là các em đã thực hiện cái giai điệu tiết tấu lời ca đã đúng và rõ ràng chưa nhé. Chúng ta vào bài tập số 1. Các em nghe giai điệu lời ca, vừa hát vừa kết hợp vỗ tay. Bây giờ chúng ta vào phần nghe nhạc và thực hiện theo nhé. Các em vỗ vào những cái lời có dấu X phía dưới. Với nội dung này các em có thể vào phần mềm Facebook và nghe đi nghe lại nhiều lần để chúng ta thực hiện cho đúng và tự tin hơn nhé. Chúng ta cùng bước sang bài tập số 2 nào. Nội dung bài tập số 2 là các em hãy hát bài quả và tự tập một số động tác minh họa. Ở đây có hướng dẫn một số cái động tác tương ứng với từng câu của bài hát. Hoặc các em vào phần hướng dẫn bấm và xem bảng nhỏ thực hiện để chúng ta tham khảo một số động tác nhé. Thank you.
vâng vâng, chua thì để nấu canh cua. Quả gì mà ra cứng cứng, xin thưa rằng quả trứng. Ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Bấm vào và xem lại nhiều lần để tham khảo và có phần trình bày cho cái phần trình bày của mình thật là hay và đẹp mắt hơn nhé. Các em thấy bài hát bài quả mà chúng ta vừa được học như thế nào nào? À, đây là một bài hát rất là vui tươi, rộn ràng, rất là phù hợp với lứa tuổi của chúng ta phải không nào? Về nhà, các em vào phần mềm iZoom để chúng ta ôn lại bài hát một cách là nhuần nhuyễn và thực hiện bài hát tự tin hơn nhé. Tuần sau chúng ta sẽ được ôn lại bài hát và hát tiếp những cái lời ca còn lại nữa. Còn bây giờ cô trò chúng ta tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào tiết nhạc tuần sau nhé.